Trong hai ngày 13 và 14 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ xã Lam Sơn đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự tại đại hội có đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Ngọc Thị Bách, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy và 124 đại biểu đại diện cho đảng viên trong Đảng bộ. Với sự quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, sự đồng thuận đoàn kết của nhân dân, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Lam Sơn đã thực hiện đạt và vượt 20 trên 24 chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 3 đề ra. Giai đoạn 2015-2020, kinh tế xã hội có bước phát triển vững chắc và ổn định. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt là 195,841 tỷ đồng, gấp 1,86 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người đạt là 46,3 triệu đồng trên năm, vượt so với nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng ngành nông lâm thủy sản xuống còn 40,2% năm 2020, ngành công nghiệp xây dựng tăng lên 11,5%, dịch vụ thương mại tăng 48,3%, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,13%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,6%, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng 4,1% so với nghị quyết, 92% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Năm 2016, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh luôn được xác định là mục tiêu nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Đảng bộ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp được 15 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 218 đảng viên. Hàng năm, Đảng bộ xã có 100% chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, trung bình có 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã đã đề ra 24 chỉ tiêu, trong đó phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng, tỷ lệ thôn đạt thôn kiểu mẫu là 22,2%. Trong nhiệm kỳ, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%, tỷ lệ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn 100%, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm là 0,4% trở lên. Tỷ lệ cơ quan kiểu mẫu 20% trở lên, tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm là 12%, xã không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 1%, kết nạp đảng được 25 đảng viên. Về dự và phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lê Văn Tuấn đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của Đảng bộ xã Lam Sơn trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh và đề nghị trong thời gian tới, xã Lam Sơn cần phát huy lợi thế là xã có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, kể cả về nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, đặc biệt là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, là một xã có nhiều điều kiện thuận lợi như địa hình tương đối bằng phẳng, đất đai thổ nhưỡng phù hợp với phát triển nông nghiệp, thuận lợi cho việc thu hút các trang trại chăn nuôi tập trung, và hiện nay trên địa bàn xã đã xây dựng một số mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, năng suất chất lượng bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao như mô hình dưa kim hoàng hậu, thanh long, mít thái, cam, vú sữa. Trong thời gian tới, tập trung phát triển chăn nuôi gà, phục vụ chế biến xuất khẩu theo chuỗi công nghệ cao, đổi mới phương thức sản xuất, mở rộng hoạt động tổ chức hợp tác xã dịch vụ, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với xây dựng sản phẩm nông nghiệp sạch, thương hiệu của xã Lam Sơn. Chính vì vậy, đồng chí đề nghị xã cần quan tâm phát huy những lợi thế để tập trung lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó quan tâm đẩy mạnh việc tích tụ tập trung đất đai để ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm, quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án, phải luôn đồng hành cùng doanh nghiệp với phương châm thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của chính mình. Tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới, tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động sự vào cuộc tích cực, tự nguyện của hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân để xây dựng xã Lam Sơn phát triển và bền vững. Phấn đấu sớm đạt xã nông thôn mới nâng cao, trong đó cần quan tâm đến tiêu chí về thu nhập, nhà ở dân cư, nước sạch, vệ sinh môi trường, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông nông thôn. Song song với phát triển kinh tế, cần tiếp tục quan tâm đến phát triển văn hóa xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đẩy mạnh công tác xã hội hóa gắn với nâng cao chất lượng các hoạt động lĩnh vực văn hóa xã hội, chăm lo đến công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết kịp thời có hiệu quả những vấn đề về an ninh trật tự, khiếu nại, tố cáo ngay tại địa bàn dân cư, không để phát sinh thành điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục đảm bảo vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc, tiếp tục thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Trên tinh thần đoàn kết dân chủ đổi mới, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 4, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 12 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Lặc lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025.